kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt là một nơi thanh bình, yên ả, con người hiền hòa. Chính điều đó đã nuôi dưỡng tâm hồn của những văn nghệ sĩ nơi đây. Họ đã tô điểm cho đời bằng lời ca tiếng hát và bằng trái tim nhân ái của mình. Và ngày hôm nay, Xuân Long xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một người nghệ sĩ như thế. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Tường Lãnh. Vâng, xin chào anh. Đầu tiên, anh Lãnh có thể chia sẻ với quý vị khán giả cơ duyên nào đưa anh đến với bộ môn nghệ thuật này ạ? Thực ra thì nếu gọi là đến và yêu nó thì có thể nói là cách đây khoảng hơn 40 năm. Tức là thời mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Thì lúc đó cũng yêu ca hát và tham gia những cái ban nhạc của học đường. Rồi sau ngày đất nước hoàn toàn được thống nhất thì mình lại có được một cái số cái cơ duyên đến với mình là đi phục vụ những anh chị em thanh niên xung phong lúc bây giờ tham gia xây dựng vùng kinh tế mới. Vâng, Xuân Long được biết anh Lãnh là một người cũng hay tham gia vào các chương trình từ thiện xã hội, và đặc biệt là anh vừa mới nhận nuôi hai bé có hoàn cảnh khó khăn. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ? Chuyện hai đứa bé đến với mình thì có lẽ đó cũng là theo mình nghĩ đó là cũng là một cái cơ duyên, một duyên may. Bởi vì bản thân của mình thì cũng vốn là một trẻ cô nhi, cũng bị cha mẹ bỏ rơi. Cho nên khi mình gặp hai đứa bé thì nó có một cái gì đó. Lúc đó thì hai em bé này chỉ mới có 3 ngày tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn cho nên là cha mẹ buộc phải buông chúng. Để khi mình gặp hai đứa bé này thì tự nhiên có một cái gì đó. Mình không hiểu, nhưng mà tự thâm tâm mình hiểu, cảm thấy rằng hai đứa bé này nó phải đến với mình. Và mình tự nhiên mình trong thâm tâm mình có cái bộ phận mình phải đưa nó đồng hành cùng với mình suốt cả cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng ca sĩ Tường Lãnh đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày. Thank you.
Trong những năm gần đây, rất nhiều người đã tìm hiểu, sử dụng với mục đích cải thiện, tăng cường sức khỏe và đưa đông trùng hạ thảo vào trong cà phê, một loại thức uống quen thuộc của mọi người. Ngay sau đây, chúng ta cùng gặp gỡ chị Trịnh Thục Nhiên để hiểu hơn về đông trùng hạ thảo. Như các bạn cũng biết, đông trùng hạ thảo là một sản phẩm quý. Đông trùng hạ thảo có thể ức chế được tế bào ung thư, hỗ trợ phổi, giải độc gan, giúp ích cho hệ tuần hoàn, vững thành mạch, làm săn chắc cơ bắp, đặc biệt đối với phụ nữ thì làm đẹp da, là chống chảy rệ, cơ mặt, cơ bắp tay, bắp chân. Bên cạnh đó thì...